Manchester City sẽ trở thành câu lạc bộ đầu tiên ở giải Ngoại hạng Anh có những phi vụ mua sắm cầu thủ hoàn tất ngay trước khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Đó là đã sở hữu hồi năng trẻ Finlay Gorman, sinh năm 2008, mua từ câu lạc bộ Leeds. Đặc biệt, Manchester City đã tiến tới những giai đoạn đàm phán cuối cùng của thương vụ mua cầu thủ Claudio Echeverri từ câu lạc bộ River Plate với mức phí trọn gói chỉ 20 triệu euro. Nhà báo chuyên gia săn thông tin chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết ngày 27 tháng 12. Thông tin Claudio Echeverri gia nhập Manchester City cũng được nhà báo Gaston Edun của kênh T-Sport Argentina xác nhận đã hoàn tất. Thương vụ Echeverri rất giống với trường hợp tiền đạo Julian Alvarez cũng của River Plate gia nhập Manchester City trước đây. Echeverri sau khi hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng sẽ được Manchester City cho River Plate mượn lại từ 6 đến 12 tháng. Trước khi cầu thủ này chính thức sang Anh thi đấu tại sân Etihad, Gaston Edun cho biết qua dòng tweet đăng trên tài khoản mạng xã hội X Twitter cũ ngày 27 tháng 12. Trước đây, Manchester City mua Julian Alvarez từ River Plate với mức phí chỉ 21,4 triệu euro. Ở tuổi 23, sau gần 2 mùa giải thi đấu cho Manchester City, Julian Alvarez này đã đoạt hầu hết mọi danh hiệu vô địch quan trọng nhất ở cấp đội tuyển và câu lạc bộ ở cả châu Âu và Nam Mỹ, trong đó có chức vô địch World Cup 2022, Copa America 2021, vô địch Ngoại hạng Anh, vô địch Champions League, vô địch Cúp FA, đoạt siêu cúp châu Âu và mới nhất là vô địch Club World Cup. Chi phí mua Julian Alvarez và nay thêm một tài năng trẻ rất hứa hẹn nữa của bóng đá Argentina là Claudio Echeverri, tổng cộng Manchester City chỉ chi ra có 41,4 triệu euro. Trong khi họ đã bán đi tiền đạo Ferran Torres cho Barcelona hồi tháng 12 năm 2021 có giá lên tới 55 triệu euro. Đây được xem là các phi vụ mua bán đầy khôn ngoan của giám đốc thể thao Manchester City, ông Tseki Bigiriston. Tại giải Ngoại hạng Anh, việc Manchester City vẫn tham dự Club World Cup tại Ả Rập Xê Út khiến họ hiện thi đấu ít hơn các đội trong top 4 như Tottenham Hotspur, Aston Villa, Arsenal và đội đầu bảng Liverpool từ 1 đến 2 trận. Manchester City đang xếp thứ 5 với 34 điểm, thua đội đầu bảng Liverpool đến 8 điểm. Nếu thắng Everton, Manchester City sẽ rút ngắn bớt cách biệt điểm số để trở lại cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, trong 6 trận tại Ngoại hạng Anh trước khi thi đấu giải Club World Cup, Man Xanh chỉ thắng 1, hòa 4 và thua 1. Huấn luyện viên Jurgen Klopp bất bình khi bàn thắng của Harvey Elliott bị khước từ bởi lỗi việt vị trong trận thắng Burnley 2-0 ở vòng 19 Ngoại hạng Anh. Phút 55, Ryan Gravenberch giạt biên phải rồi căng ngang để Elliott đá nối một chạm về góc gần khiến thủ thành James Trafford chôn chân. Tiền vệ người Anh sau đó chạy về góc sân ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội và người hâm mộ. Nhưng nhận tham vấn từ tổ VAR, trọng tài Pontini ra đường biên kiểm tra lại tình huống. Cuối cùng, ông khước từ bàn thắng vì cho rằng Mohamed Salah đã đứng ở thế việt vị và chắn tầm nhìn của thủ thành Burnley. Khi được hỏi về tình huống này sau trận, Klopp tức giận, chỉ những kẻ chưa từng đá bóng mới có thể làm được điều đó. Chỉ họ mới có thể đưa ra quyết định việt vị như vậy. Cuối cùng, họ sẽ giải thích với chúng tôi rằng đó là tình huống việt vị, sao cũng được. Trọng tài đã xem tình huống tận 5 phút và thật điên rồ khi bạn nhìn thấy điều đó. Huấn luyện viên người Đức chỉ ra việc Salah bị hậu vệ Burnley đẩy vào vị trí việt vị và nhấn mạnh ngay cả khi không có ngôi sao Ai Cập, thủ thành James Trafford cũng không thể cứu thua. Mọi thứ bắt đầu từ việc VAR khuyên trọng tài chính xem lại tình huống. Klopp tiếp tục mỉa mai trọng tài. Người này chắc chưa từng đá bóng và có thể nghĩ rằng, hãy xem luật việt vị nào, để tôi xem trang 7, có ai đó ở giữa người dứt điểm và thủ môn. Thật lố bịch, cựu tiền vệ của Liverpool, Steve McManaman chia sẻ quan điểm của Klopp khi nhấn mạnh việc Salah chỉ rơi vào thế việt vị vì bị xô đẩy trái luật. Cựu tiền vệ người Anh cho rằng Trafford di chuyển ngược hướng và không thể cản cú sút của Elliott, đồng thời gọi quyết định khước từ bàn thắng vì lỗi việt vị của trọng tài là điên rồ. Tại sao các trọng tài lại tạo ra quan điểm riêng về một việc gì đó? Klopp tiếp tục phàn nàn. Chúng tôi cần trọng tài, nhưng chúng tôi cũng cần họ với những cách giải thích đúng đắn về luật. Làm sao bạn có thể xem tình huống này không phải là bàn thắng? Nếu không phải Liverpool, tôi vẫn sẽ công nhận đây là bàn hợp lệ. Salah, phải, trong tình huống bị va bắt việt vị, khiến trọng tài Tierney không công nhận bàn thắng cho Elliott trong trận Liverpool thắng chủ nhà Burnley 2-0 ở vòng 19 Ngoại hạng Anh ngày 26 tháng 12. Ảnh chụp màn hình. Trên sân tấp mua tối 26 tháng 12, Liverpool áp đảo khi kiểm soát bóng 69%, dứt điểm 19 lần với 10 cú trúng đích, còn Burnley không có cú sút trúng mục tiêu nào. Dù Elliott bị khước từ bàn tranh cãi, đội khách vẫn thắng dễ nhờ công Darwin Núñez và Diogo Jota. Kết quả 2-0 giúp Liverpool vươn lên đỉnh bảng với 42 điểm, nhiều hơn 2 điểm so với Arsenal, đội sẽ gặp West Ham ở trận muộn nhất vòng ngày 28 tháng 12. Chúng tôi có 42 điểm, điều đó thực sự đáng hài lòng, Klopp bày tỏ. Điều đó thực sự tuyệt vời vì nửa đầu mùa giải đã khép lại và chúng tôi thi đấu ổn. Nếu tôi đúng,
Liverpool không thể kém đầu bảng quá một điểm nếu Arsenal thắng. Đó rõ ràng là ở khoảng cách đáng để hy vọng ở lượt về, chuyến làm khách trước Burnley cũng là trận cuối cùng trong năm 2023 của Liverpool. Và thầy trò Klopp sẽ trở lại ở trận gặp Newcastle trên sân nhà Anfield ngày đầu năm 2024.